10 giây có thể làm được gì? Tô Nhan ôm Tiểu Hạo, kéo Tông Tư Lễ, nhanh, về quán trọ. Sao vậy? Tông Tư Lễ hỏi, bên này sắp khai chiến với ma tộc rồi, cái gọi là đàm phán chỉ là cái cớ để gọi những ma vương khác đến. Tô Nhan nhanh trí hét lên một tiếng, à em sắp sinh rồi, mau về thôi. Sau chữ này còn hiệu quả hơn cả trời sập rồi. Tông Tư Lễ lập tức ôm Tô Nhan và Tiểu Hạo trong lòng cô, dịch chuyển tức thời đến trước khe nứt không gian. Đến gần, Tô Nhan mới phát hiện, đây đâu phải khe nứt, gọi là cổng không gian cũng không quá. Hơn nữa, bên kia cổng không gian, binh lính đã dàn trận sẵn sàng, không biết bao nhiêu thú nhân đang nghiêm chỉnh chờ đợi. Tô Nhan hiểu ra, thú nhân muốn khai chiến, căn bản không phải đàm phán. Nhưng bây giờ không phải lúc khai chiến, Hắc Ám Đại Lục có bao nhiêu huyễn ma thú, thì có bấy nhiêu quả bom. Virus sinh sản này đúng là đã giáng một đòn nặng nề vào Hắc Ám Đại Lục. Thấy con trai bị bế đi, Bùi Huyền lập tức đuổi theo. Thú Hoàng Tử Kỳ nhìn Tô Nhan và những người khác nhanh chóng biến mất trong khe nứt không gian, liếm môi một cái, hình như chưa từng thấy nữ nhân sinh con bao giờ. Lập tức nói với mấy người ma tộc, trẫm phải về một chuyến, lát nữa sẽ quay lại. Các ngươi hãy tập hợp những ma vương khác lại trước. Nói xong, hắn ta cũng dẫn người đuổi theo Tô Nhan và những người khác. Minh Lâm Uyên cởi bỏ chiếc áo choàng đen trên người, nhìn Jellia, Jellia, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tứ thúc muốn lấy lại thiên phú hồn châu sao? Xin lỗi tứ thúc, ta đã hấp thụ nó rồi, coi như là món quà lớn dành cho cháu gái đi. Ầm, 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 từng con huyễn ma thú liên tiếp nổ tung. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, Minh Lâm Uyên không quan tâm, nhân lúc mọi người đều bị vụ nổ của huyễn ma thú thu hút sự chú ý, anh ta dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Jellia. Biến tay thành dao, đâm xuyên qua ngực Jellia. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi. Jellia cười khẩy, tứ thúc, đây chỉ là thế thân của ta thôi. Ta biết ngươi sẽ đến cướp thiên phú hồn châu, coi thế thân này như mạng đổi mạng cho con gái ngươi đi, sau này chúng ta không ai nợ ai nữa, ha 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 ha. Cơ thể Jellia hóa thành một luồng ma khí màu xám đen, biến mất không thấy tăm hơi. Đôi mắt bạc của Minh Lâm Uyên biến thành màu đỏ rực. Ma khí nồng đậm bộc phát ra từ người hắn ta. Húc lại chẳng quan tâm đến những chuyện này. Tứ đệ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với lũ huyễn ma thú này? Đi hỏi lão Tam đi, chính con cóc mà hắn ta mang về đã sinh ra lũ tai họa này. Ta phải đi lấy lại thiên phú hồn châu cho con gái ta. Dáng vẻ Minh Lâm Uyên cũng dần dần biến mất. Tiếng nổ xung quanh vẫn liên tiếp vang lên. Không ít ma thú cũng bị nổ chết. Alastor và Húc bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhất là Alastor với thân hình to lớn, không thể dịch chuyển tức thời, chỉ có thể dùng chân chạy. Húc có thể dịch chuyển tức thời, nhưng nó không muốn bỏ rơi Alastor. Hai ma vương chạy trốn khắp nơi trong vụ nổ. Mặc dù Alastor không sợ vụ nổ của huyễn ma thú, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, dần dần trên người nó cũng xuất hiện vết thương. Đến khi cuối cùng chạy ra khỏi vùng nổ, một cánh tay và một chân của nó đã biến mất. Mặc dù nó nhanh chóng dùng ma lực khôi phục lại, nhưng sau khi bị nổ, trông nó cũng vô cùng chật vật. Húc càng khỏi phải nói, từ trước đến nay chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Nó nghiến răng nghiến lợi nói, đi, tìm lão Tam. Tô Nhan đi ra từ khe nứt không gian, phát hiện khung cảnh xung quanh có chút quen mắt. Đây là Lâm Hải Viên sao? Phải, nơi này là cấm địa, chính là vì có một cánh cổng không gian dẫn đến Hắc Ám Đại Lục. Tiếng nổ từ Hắc Ám Đại Lục cũng truyền đến từ khe nứt. Nghe thấy tiếng nổ, Tô Nhan không khỏi cảm thán, Tiểu Mỹ, virus đã chết hẳn chưa? Sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Ta đã đưa nó vào đường hầm hệ thống, ở đó, nó không thể chạy thoát, mới có thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Ừm, vậy bây giờ trong hệ thống không còn virus nữa chứ? Hiện tại không còn, virus được hình thành từ cảm xúc tiêu cực của ký chủ đời trước, chỉ cần ký chủ giữ tâm trạng tốt, hệ thống tự nhiên sẽ vận hành bình thường. Bùi Huyền đi ra từ khe nứt, trực tiếp giật Tiểu Hạo từ trong tay Tô Nhan, nó là con trai ta. Sau đó, hắn ta dịch chuyển tức thời rời đi, tránh xa Tô Nhan. Tô Nhan, cũng là con trai ta mà. Huyễn ma thú không chỉ có ở Hắc Ám Đại Lục, thú thế đại lục bên này cũng có, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng vụ nổ cũng gây ra không ít rắc rối. Thú Hoàng Tử Kỳ vừa từ Hắc Ám Đại Lục trở về theo sau Tô Nhan, liền nghe thấy tiếng nổ vang lên khắp nơi. Tuy nhiên, hắn ta càng tò mò về bụng bầu của Tô Nhan, trong hoàng cung có Vu Trúc đỡ đẻ, chấm đưa người đến nó. Tô Nhan nói, đa tạ bệ hạ, nhưng mà bụng em không đau nữa, có lẽ chỉ là đau bụng giả thôi. Vẫn nên để Vu Trúc xem qua, lần này Hắc Ám Đại Lục nhắm vào nữ nhân của thú tộc ta đã gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu, đứa con trong bụng ngươi nhất định phải an toàn. Thú Hoàng lại nói với Tông Tư Lễ, chấm phong cho Tông Tư Lễ chức vụ phó bộ trưởng trừ ma ti, lập tức dẫn người đi bình định hỗn loạn do huyễn ma thú gây ra. Nói xong,
hắn ta ném cho Tông Tư Lễ một tấm lệnh bài thú hoàng, đi đi. Nếu là lúc khác, Tông Tư Lễ nhất định sẽ tuân lệnh. Nhưng bây giờ Tô Nhan đang không khỏe, anh ta không thể rời đi được. Bệ hạ thứ tội thần hiện tại không thể nhận ân điển của bệ hạ. Tông Tư Lễ, trẫm biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng ngươi nghĩ xem bây giờ nơi nào an toàn hơn hoàng cung. Bệ hạ, thần có thể cùng Tông Tư Lễ thực hiện mệnh lệnh của bệ hạ, bây giờ bụng thần đã ổn rồi. Tô Nhan còn làm bộ vỗ vỗ bụng. Thú hoàng lại nắm lấy tay cô, ngăn cô lại, vậy thì cũng có thể đến hoàng cung chờ sinh. Ngay sau đó, trước mắt Tô Nhan tối sầm, cô đã đến một nơi xa lạ. Nơi này chim hót hoa thơm, trăm hoa đua nở, còn có vài nữ nhân đang thưởng thức trà chiều. Tất cả đều ung dung tự tại, như một thế giới khác. Tiếng nổ bên ngoài hoàn toàn bị che chắn cách ly. Tô Nhan nhìn những nữ nhân kia, có một người có vẻ ngoài khá quen thuộc, đó là Tử Kiều Nhi, tiểu công chúa của Thú Hoàng, thực ra là cháu gái của hắn ta. Nếu Thú Hoàng vẫn không có con nối dõi, người thừa kế ngai vàng trong tương lai sẽ là tiểu công chúa hoặc là con cháu của tiểu công chúa. Tuy nhiên, đối với Thú Hoàng đã đạt đến đỉnh cao linh cảnh, việc tiếp tục tại vị thêm vài trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. Vì vậy, hiện tại chẳng ai quan tâm đến người thừa kế. Nhưng với tư cách là một nam nhân, Thú Hoàng vẫn rất muốn có con nối dõi để chứng minh năng lực của mình ở phương diện nào đó. Hơn nữa, theo bản năng, nam nhân khao khát được truyền lại dòng máu của mình. Theo thời gian, điều đó cũng sẽ trở thành một chấp niệm. Tô Nhan ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Thú Hoàng, cười nói, ý của bệ hạ, thần rất rõ ràng. Bệ hạ muốn thần sinh con cho ngài, phải không? Tử Kỳ nhướng mày, đôi mắt tím cao quý mê người nhìn chằm chằm vào bụng cô, ngươi có thể sinh con sao? Có thể, nhưng không phải bây giờ. Ngón tay thon dài của Tô Nhan móc vào thắt lưng Thú Hoàng, ám thị rất rõ ràng, bệ hạ, ngài vốn dĩ đã là vật trong túi của thần rồi. Lời vừa nói ra, Tô Nhan liền nhìn thấy ánh mắt hắn ta trong nháy mắt không còn bình tĩnh nữa, trở nên cuồng nhiệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ký chủ, không thể vượt cấp sinh con, Tiểu Mỹ cảnh báo Tô Nhan. Tô Nhan nói, ta biết, lập tức dịch chuyển tức thời, về quán trọ. Được, Tiểu Mỹ chỉ mong Tô Nhan tạm thời tránh xa Thú Hoàng. Thông tin của Thú Hoàng tuy cũng nằm trong cơ sở dữ liệu của Tiểu Mỹ, nhưng các chỉ số hiện tại của Tô Nhan đều không phù hợp với tiêu chuẩn của Thú Hoàng. Ép buộc giao phối sẽ gây tổn thương đến cơ thể ký chủ. Thú Hoàng đưa tay ra, vừa chạm vào eo Tô Nhan, liền cảm thấy tay mình trống không. Tô Nhan biến mất. Tử Kiều Nhi nhìn sang, cười vui vẻ. Phụ Hoàng, người về rồi sao? Tử Kỳ không để ý đến cô ta, mà nheo mắt nhìn bàn tay mình. Cảm giác tê dại như bị điện giật vừa rồi, là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được kể từ khi có nữ nhân. Cảm giác đó thật sự quá kỳ diệu. Hắn ta muốn Tô Nhan trở về quán trọ, liền nằm vật ra giường, không nhúc nhích. Cô vỗ vỗ vào chỗ vừa bị Thú Hoàng sờ soạng, phớt lờ cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ kia, hỏi Tiểu Mỹ, Thú Hoàng này sẽ không thật sự muốn ta sinh con cho hắn ta đấy chứ? Phải đợi hệ thống nâng cấp sau mới có khả năng. Nhưng ta không muốn, nói sao nhỉ, cảm giác hắn ta không thích hợp lắm. Ký chủ hãy tìm nam nhân mà mình có cảm giác là được rồi. Không ép ta nữa sao? Ký chủ khác với những ký chủ trước đây, không cần Tiểu Mỹ can thiệp quá nhiều. Trước đây ngươi đã có bao nhiêu ký chủ? 19 người, ký chủ là người thứ 20, ầm một tiếng nổ vang lên từ hướng phòng trọ. Tô Nhan lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi cửa. Bạch Khai Tâm và Tiểu Nhàn Tử đã đến nơi, còn có thêm một nam nhân xa lạ mà Tô Nhan không quen biết. Tô Nhan vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Em cũng không biết, Tô tỷ về rồi, Bạch Khai Tâm đáp. Tô Nhan gật đầu, sau đó nhìn nam nhân xa lạ kia, anh ta là đầu bếp, trước đây quán trọ đã tìm được một người nấu ăn, đột nhiên biến mất, cho nên lại tìm thêm một người nữa, thiên phú hoàng giai, thổ hệ, giống Tô tỷ, đều là tộc thử. Thật là trùng hợp, Tô Nhan đánh giá đối phương, đôi mắt tinh anh, chiều cao trung bình, tướng mạo thanh tú thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, anh tên gì? Lục Bình, ừm, vậy ta gọi anh là Tiểu Lục, làm việc chăm chỉ sẽ có thưởng. Cảm ơn Tô tỷ. Căn phòng bị nổ nằm ở góc khuất, phòng bên cạnh vừa vặn trống không nên không gây thương tích cho khách trọ khác. Chỉ cần không làm ai bị thương thì vấn đề cũng không lớn. Lục Bình là thổ hệ áo nghĩa, lập tức tu sửa lại căn phòng. Tô Nhan nói với Bạch Khai Tâm, thiên phú áo nghĩa này rất hữu dụng, cuối tháng nhớ phát thưởng cho anh ta. Vâng, Tô tỷ. Bạch Khai Tâm cũng rất tán thành. Tiểu Nhan Tử kiểm tra nguyên nhân vụ nổ, Tô tỷ, hình như là tự bạo, toàn là mảnh vỡ cơ thể cháy đen. Tô Nhan đáp, ừm, ở đây có một con huyễn ma thú, những vụ nổ trong hoàng đô hiện giờ đều là do huyễn ma thú gây ra. Virus sinh sản này thật sự quá ác độc. Lần này, Hắc Ám Đại Lục chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề.
nhưng thú thế đại lục cũng bị liên lụy, tổn thất không ít nữ nhân có năng lực sinh sản từ trung đẳng trở lên. Vốn dĩ nữ nhân trên đại lục đã ít, trung đẳng trở lên càng ít hơn, lần này chẳng khác nào bị đứt đoạn. Theo kế hoạch của Thú Hoàng, trước đây hắn ta dẫn người đến Hắc Ám đại lục là muốn tiêu diệt ma tộc, hơn nữa còn là ma tộc cấp cao. Bây giờ, vụ nổ của huyễn ma thú tuy khiến hắn ta phải tạm dừng kế hoạch, nhưng sau khi vụ nổ kết thúc, chắc chắn hắn ta sẽ lại xông vào. Đây là mối thù cướp đoạt nữ nhân, là cục tức mà toàn bộ nam nhân trên đại lục không thể nhịn được. Tô tỷ, chị nhìn ra ngoài kia kìa. Bạch Khai Tâm mở cửa sổ, để Tô Nha nhìn ra ngoài. Một đội quân hoàng gia mặc giáp sắt đang tuần tra trên đường, người dẫn đầu là Bùi Huyền, hắn ta đang ôm một con báo đen nhỏ trong lòng. Tô Nhan khẽ cau mày, sao Tiểu Hạo cũng ở đó, bèn gọi, Bùi Huyền, đưa con trai cho ta. Nghe thấy tiếng cô, Bùi Huyền lập tức nhìn sang. Tiểu Hạo dãy giụa, muốn đến chỗ Tô Nhan, mẹ mẹ ôm con. Tô Nhan đau lòng không thôi, giọng nói không khỏi mang theo sự chất vấn, Bùi Huyền, anh đang thi hành công vụ, mang theo con trai làm gì, nếu gặp nguy hiểm anh bảo vệ được nó sao? Nó đi theo ta yên tâm, Bùi Huyền giữ chặt con trai, không cho nó đi tìm Tô Nhan. Tô Nhan tức giận, chống nạnh trừng mắt nhìn hắn ta, lập tức, ngay bây giờ, anh đưa con trai cho tôi, đợi anh thi hành công vụ xong, tôi sẽ trả lại cho anh. Nếu bây giờ không đưa, có tin tôi sẽ giống như lần trước, âm thầm mang nó đi, anh muốn tìm cũng không tìm thấy không? Bùi Huyền không nói gì nữa. Bởi vì Tô Nhan thật sự có khả năng đó, ngay cả chất cô ấy cũng có thể sống lại. Cuối cùng, hắn ta cúi đầu, buông con trai ra. Tiểu Hạo không thèm ngoảnh đầu lại, chạy thẳng về phía quán trọ, không thèm nhìn cha mình lấy một cái. Bùi Huyền im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói với Tô Nhan, tối nay ta sẽ đến đón nó. Đi đi đi, Tô Nhan phẩy tay, thúc giục hắn ta mau chóng rời đi. Tiểu Hạo đã chạy đến chỗ cô, nhảy phóc vào lòng cô, liếm má cô một cách nồng nhiệt. Bùi Huyền nhìn một lúc, sau đó mới dẫn người rời đi. Tô Nhan thả Manh Manh ra từ không gian hệ thống, giới thiệu hai đứa cho nhau. Đây là em gái thứ năm của con, tên nó là Manh Manh, tên thật là Minh Vũ Trân. Manh Manh, đây là anh cả của con, tên là Tiểu Hạo, tên thật là Bùi Vân Dương. Anh cả, chùm lông trên đầu Manh Manh nghiêng nghiêng, nhìn Tiểu Hạo với vẻ tò mò. Tiểu Hạo giơ móng vuốt lên, gãi gãi chùm lông trên đầu Manh Manh. Manh Manh, sau này anh cả sẽ che chở cho em. Ồ, cảm ơn anh cả. Manh Manh tiến lên cọ cọ vào Tiểu Hạo. Tiểu Hạo lăn ra đất, lộ ra phần bụng mềm mại nhất của mình. Manh Manh lập tức nhào tới, vừa mổ lông vừa nhảy nhót trên bụng Tiểu Hạo, vui vẻ vô cùng. Nhìn hai anh em, Tô Nhan bỗng nhiên nhớ đến ba đứa con ở Tây Khu, không biết bây giờ chúng đã lớn như thế nào rồi. Trong đó có một đứa giống hệt cô, là Tộc Thử. Mong rằng chúng đều bình an vô sự, không cần phải quá xuất chúng, hoặc là thiên phú dị bẩm. Chỉ cần khỏe mạnh và vui vẻ là được rồi. Ba đứa con đó là do cô mang thai với đầy kỳ vọng, là huyết mạch của Tổ Lỗ. Tổ Lỗ, nhớ đến anh ta, trong lòng cô lại cảm thấy nhói đau. Cho dù Tiểu Mỹ đã nhiều lần xóa bộ nhớ cảm xúc, nhưng vẫn không thể xóa sạch cảm giác này. Có lẽ, hệ thống cũng có những lúc bất lực. Giống như dấu ấn mà cái chết để lại, trời dần tối. Tô Nhan chiên thịt viên cho Manh Manh và Tiểu Hạo ăn. Hai đứa nhóc rất nể mặt, ăn đến no căng bụng. Cuối cùng nằm ngủ trên giường của Tô Nhan. Bùi Huyền đến, trên tay còn xách theo một ít linh thảo. Ta đến đón Tiểu Hạo, hắn ta đưa linh thảo cho Tô Nhan. Tô Nhan nhận lấy, anh ăn cơm chưa? Còn dư một ít thịt viên, anh có muốn ăn không? Ừm, Bùi Huyền ngồi xuống, làm phiền cô rồi. Không phiền, là con trai anh ăn dư, Tô Nhan cười nói, sau đó đặt nửa đĩa thịt viên trước mặt hắn ta, còn có thêm một bát cháo nấu bằng củ cửu phân liên. Bùi Huyền cúi đầu ăn, không nói tiếng nào. Tô Nhan chống cằm, nhìn ngũ quan tuấn tú của hắn ta, dáng vẻ ăn uống tao nhã, khóe miệng vui vẻ cong lên. Anh là người đàn ông đầu tiên của em ở thế giới này. Tô Nhan đột nhiên tiết lộ bí mật của mình. Bùi Huyền bị sặc một ngụm cháo, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nuốt xuống bụng. Tiểu Hạo đối với em cũng rất quan trọng, nó là đứa con đầu tiên của em. Hai cha con anh đối với em đều là những người rất đặc biệt, Tô Nhan cười nói. Vậy, ta là thú phu đầu tiên của nàng. Bùi Huyền rất bất ngờ, bởi vì cô hoàn toàn khác với những nữ nhân khác, hắn ta cũng không đoán được suy nghĩ của cô. Hắn ta hoàn toàn không có ấn tượng gì về lần giao phối đó, nhưng nó lại cho hắn ta đứa con quan trọng nhất. Không, không có cái gọi là thú phu đầu tiên. Đối với Tô Nhan, bọn họ đều không phải là phu quân, chỉ là cha của con cô mà thôi. Thân phận thú phu đầu tiên rất đặc biệt, giống như hoàng hậu đối với hoàng đế. Có lẽ cô sẽ ve vãn bọn họ, nhưng đó cũng chỉ là vì muốn sinh con thuận lợi hơn,
để lúc giao phối dễ dàng hòa hợp hơn. Cô không có tình cảm nam nữ đặc biệt nào với bọn họ, cho dù có chút mầm mống, cũng đã bị Tiểu Mỹ xóa bỏ. Vì vậy, cô chỉ cần giữ khoảng cách vừa gần gũi vừa xa cách với bọn họ là được. Bùi Huyền đột nhiên cười, khuôn mặt vốn đã đẹp trai, giờ lại càng thêm rạng rỡ, mê người. Ta hiểu rồi, Bùi Huyền ăn hết phần thịt viên và cháo còn lại, ta đưa Tiểu Hạo về đây. Ngày mai nếu anh còn phải ra ngoài làm việc, có thể đưa nó đến đây, không cần lo lắng ta sẽ lén mang nó đi. Nếu ta thật sự muốn mang nó đi, anh tuyệt đối không tìm thấy đâu. Ừm, nàng cũng nghỉ ngơi sớm đi, đang mang thai thì đừng chạy lung tung nữa. Manh Manh đang nằm ngủ trên bụng Tiểu Hạo, hai anh em rất thân thiết. Tô Nhan bế Manh Manh sang một bên, con bé rụt cổ lại, tiếp tục ngủ. Bùi Huyền bế Tiểu Hạo lên, vậy ta đưa nó về đây. Tô Nhan gật đầu, đi đường cẩn thận. Bùi Huyền nhìn cô thật sâu, sau đó mới dịch chuyển tức thời rời đi. Tô Nhan lên giường, thu Manh Manh vào không gian hệ thống ngủ, cô cũng biến thành một con chuột bạch nhỏ ở góc giường, thời kỳ đặc biệt này, vẫn nên cẩn thận là hơn. Nhưng ngay sau khi cô ngủ thiếp đi, lại có một người đến phòng cô. Tông Tư Lễ mặc quân phục đen, trên người còn dính cho bụi màu xám, đường quay hàm sắc nét, mái tóc ngắn màu đỏ rực, đôi mắt sáng như đá obsidian, nhìn chằm chằm vào con chuột bạch bụng bự ở góc giường. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy hình dạng thú nhân của cô, vô cùng kinh ngạc, sao lại nhỏ như vậy? Tông Tư Lễ bế cô lên từ góc giường, giọng nói dịu dàng vô cùng, đáng yêu quá. Tô Nhan ngủ rất say, hoàn toàn không biết mình đang bị người ta bế. Cái bụng tròn vo cũng bị người ta dùng ngón tay chọc chọc. Là con của anh phải không? Ánh mắt Tông Tư Lễ dịu dàng như nước. Tô Nhan theo bản năng che bụng, giơ chân đá ngón tay anh ta ra, sau đó lật người, tiếp tục ngủ. Tông Tư Lễ nhìn Tô Nhan thật lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng huýt sáo. Lúc này, anh ta mới luyến tiếc đặt Tô Nhan xuống, anh phải đến xâm giữ thú lâm một chuyến, đợi anh về. Trong giấc mơ, Tô Nhan đột nhiên cảm thấy bất an. Cô giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài trời đã sáng. Cô đang nằm trên giường, đắp chăn, bốn góc chăn được vuốt phẳng phiu, không có nếp nhăn nào. Chỉ là, trước khi ngủ, chăn của cô rõ ràng là lộn xộn, hơn nữa cô đang ở vị trí rất khuất ở góc giường, bây giờ lại nằm ở vị trí chính giữa. Cô ngửi thấy mùi cửu phân liên trong không khí. Đi theo mùi hương, cô tìm thấy một chiếc túi lớn trên tủ ở cửa, mùi hương chính là bay ra từ đó. Là cha con về rồi sao? Tô Nhan sờ sờ bụng, nghĩ đến Tông Tư Lễ, trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Tiểu Mỹ, ta muốn đứa bé này được sinh ra trong sự ấm áp và dịu dàng này, sau này hãy xóa bộ nhớ cảm xúc sau. Động lòng thật sự chỉ là chuyện trong nháy mắt, lúc này cô rất thích và tận hưởng cảm giác này. Tiểu Mỹ im lặng một lúc, sau đó mới đáp, được. Điều này cũng chứng minh, Tô Nhan thật sự đã nảy sinh tình cảm với Tông Tư Lễ, có lẽ chưa phải là tình yêu, nhưng nó có thể thúc đẩy tình yêu nảy nở. Tô Nhan biến trở lại hình người, sờ sờ cái bụng đã lớn hơn một chút. Tiểu Mỹ nhắc nhở Tô Nhan, thiên phú vẫn chưa tiến hóa xong, ký chủ cần ăn nhiều thức ăn có thể thúc đẩy thiên phú. Ừm, sau khi rửa mặt, Tô Nhan thay một chiếc váy bầu ren màu be, thanh lịch và tinh tế, toát lên vẻ ấm áp dịu dàng. Cô mở chiếc túi lớn mà Tông Tư Lễ để lại. Ngoài cửu phân liên, còn có một số linh thảo mà cô chưa từng thấy, trong đó có ba quả bầu màu xanh lục. Đây là gì vậy? Kiến nghị ký chủ ăn, đây là linh quả phong hệ, thanh nguyên hồ lô, có lợi cho việc thai nhi tiến hóa ra phong hệ áo nghĩa. Vậy thì ăn nó trước đi. Tô Nhan nhớ đến Manh Manh còn đang ở trong không gian hệ thống, liền thả nó ra, đưa cho nó một quả thanh nguyên hồ lô. Anh cả đâu rồi ạ? Manh Manh vừa mổ quả bầu, vừa nhớ đến Tiểu Hạo. Tô Nhan đáp, không biết hôm nay có đến hay không, nếu cha nó không bận, chắc là sẽ không đưa nó đến đâu. Ồ, vậy cha con đâu? Hai người cha của con đâu? Sao không ai đến thăm con hết vậy? Chùm lông trên đầu Manh Manh rũ xuống, tâm trạng rất ủ rũ. Tô Nhan vội vàng an ủi, có mẹ ở đây mà, Manh Manh không thích mẹ ở bên con sao? Con thích, nhưng con cũng muốn cha. Manh Manh vỗ cánh, bay về phía cửa sổ rồi đậu trên bệ cửa sổ, kêu chiếp 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 ra ngoài. Tam đầu khuyển cũng kêu theo, gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu. Nghe thấy tiếng kêu của tam đầu khuyển, Tô Nhan cảm thấy buồn cười, cũng có nhịp điệu đấy chứ. Tô tỷ, Lưu hội trưởng mang đồ đến rồi. Tiểu Nhan tử đến dưới lầu nhỏ của Tô Nhan, thấy cô đang đứng bên cửa sổ, trên tay còn cầm một quả bầu ăn. Mấy đứa nhận là được rồi, ta không qua đó đâu. Tô Nhan đáp, lại cắn một miếng thanh nguyên hồ lô, mùi vị thật sự rất bình thường, hơi chát, cũng không ngọt, thảo nào Manh Manh ham ăn kia chỉ mổ vài miếng là không ăn nữa. Còn có một vị lão phu nhân đến, nói là muốn gặp Tô tỷ. Ồ, Tô Nhan suy nghĩ một chút, cô cũng không quen biết lão phu nhân nào ở Đông Khu.
Vậy ta qua đó xem sao, phòng tiếp khách dành cho khách quý của quán trọ. Một lão phu nhân tóc bạc trắng, quý phái ung dung, tay chống một cây gậy bằng cây tử đằng. Bà ta vốn đang ngồi yên lặng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chiếp chiếp chiếp, sau đó là tiếng chó sủa. Lão phu nhân mở mắt, hỏi Bạch Khai Tâm đang ngồi tiếp khách bên cạnh, tiếng chim hót đó là. Ồ, đó là con gái của Tô tỷ, tên nó là Manh Manh. Nghe tiếng kêu, hình như nó đang có tâm sự. Thật sao? Bạch Khai Tâm không nghe ra, cậu ta cảm thấy Manh Manh và Tam Đầu Khuyển kêu rất vui vẻ, chắc là đang chơi đùa. Nói xong, cậu ta đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra sân sau. Vừa vặn nhìn thấy Manh Manh đang đậu trên đầu Tam Đầu Khuyển, say khiến nó chạy về phía trước. Tam Đầu Khuyển sợ bị nó phun cầu lửa, vô cùng nghe lời, bảo đi đâu thì đi đó. Nhìn kìa, chúng nó đang, Bạch Khai Tâm quay đầu lại. Kết quả, vừa quay đầu lại, cậu ta liền nhìn thấy lão phu nhân đã đứng sau lưng mình. Đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Manh Manh. Tô Nhan đi xuống từ lầu, nhìn thấy Manh Manh đang say khiến Tam Đầu Khuyển, liền nhẹ giọng trách mắng, Manh Manh, không được bắt nạt Đại Khuyển, Tiểu Nhị, Tiểu Tam. Manh Manh không có bắt nạt, đúng không? Manh Manh ngậm một quả cầu lửa trong miệng. Tam Đầu Khuyển vội vàng kêu, gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu. Nghe thấy tiếng kêu của Tam Đầu Khuyển, Tô Nhan không nhịn được cười, còn biết uy hiếp nữa chứ. Mẹ đi gặp khách một lát, con chơi với Tam Đầu Khuyển ngoan ngoãn nhé. Con biết rồi mẹ, Manh Manh đứng trên đầu Tiểu Nhị, con ở giữa của Tam Đầu Khuyển, chỉ vào ao nước, bắt cá. Gâu gâu Tam Đầu Khuyển mang theo nó, lao xuống nước. Lão phu nhân vẫn luôn nhìn Manh Manh, mắt không rời một giây. Thấy vậy, Bạch Khai Tâm cười nói, lão phu nhân, nhớ cháu trai à? Không có cháu trai, chỉ có một đứa cháu gái. Lão phu nhân nhìn Manh Manh, cười nói. Tuy rằng đã già, nhưng nụ cười hiền từ của bà ta cũng khiến người ta không thể rời mắt. Bạch Khai Tâm thầm nghĩ, lúc trẻ lão phu nhân chắc chắn là một đại mỹ nhân. Tô Nhan ôm bụng bầu bước vào phòng khách, thấy trên bàn chỉ có trà nhạt, liền nói với Bạch Khai Tâm, đi chuẩn bị trà mới, bánh trái và hoa quả đi. Vâng, Tô tỷ, vị này là Minh lão phu nhân, hai người cứ từ từ trò chuyện. Bạch Khai Tâm rời đi. Nhìn thấy lão phu nhân, Tô Nhan lập tức biết bà ta là ai, mẫu thân của Minh Lâm Uyên, bởi vì đôi mắt của hai người quá giống nhau. Tôi là Tô Nhan, Minh lão phu nhân mời ngồi. Không cần, ta muốn nhìn cháu gái ta, Minh lão phu nhân đứng bên cửa sổ. Tô Nhan bước đến, gọi với theo Manh Manh, Manh Manh qua đây một chút. Manh Manh lập tức vỗ cánh, cố gắng bay đến, mẹ ơi. Sau đó, Manh Manh nhìn thấy Minh lão phu nhân, chùm lông trên đầu nó dựng thẳng lên. Mắt Minh lão phu nhân long lanh nước mắt, cháu tên là Manh Manh sao, ta là bà nội của cháu. Bà nội là gì ạ? Manh Manh nghiêng đầu nhỏ, tò mò hỏi Tô Nhan. Tô Nhan cười nói, là mẹ của cha ruột con. Ồ, chào bà nội, cháu là Manh Manh, tên thật là Minh Vũ Trân, cha cháu tên là Minh Lâm Uyên, mẹ cháu tên là Tô Nhan, còn có một người cha nữa tên là Tông Tư Lễ, cháu thích Tông cha nhất. Còn nữa, hôm qua cháu vừa gặp anh cả của cháu, nó là Kim Tinh Hắc Báo Thú, đẹp trai lắm, cháu và anh cả đều thích ăn thịt. Con bé đã khai hết gia sản nhà mình rồi. Tô Nhan cạn lời. Minh lão phu nhân không hề bất ngờ, như thể đã biết từ lâu, bà ta mỉm cười nhìn Manh Manh, bây giờ cháu lại có thêm một người bà nội nữa, cháu có thích không? Thích ạ. Manh Manh vỗ cánh, đôi mắt nhỏ long lanh, vậy bà nội có quà cho cháu không ạ? Tô Nhan thầm kêu không ổn, con bé này thật sự là không biết giữ mồm giữ miệng, Manh Manh. Sau đó, cô nói với Minh lão phu nhân, xin lỗi, con bé này vô lễ quá, sau này tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó. Đứa trẻ rất ngoan, không có vấn đề gì. Minh lão phu nhân nhìn Manh Manh một cách tỉ mỉ, trông thật đáng yêu. Cháu là con chim phượng hoàng nhỏ đẹp nhất mà bà nội từng thấy. Câu này, chẳng khác nào nói, con nhà tôi là đẹp nhất, con nhà người khác đều không bằng. Minh lão phu nhân tháo chiếc vòng vàng trên cổ tay xuống, bà nội đương nhiên có chuẩn bị quà cho Manh Manh. Đều để trong chiếc vòng phong hy này, cháu chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình lên là có thể mở phong hy, muốn lấy gì bên trong cũng được. Manh Manh nhìn bàn chân nhỏ của mình, mẹ ơi, lấy mấu, Manh Manh muốn bảo bối. Tô Nhan, tính tham tiền này là di truyền từ ai vậy? Cha nó trông cũng không giống người như vậy. Tô Nhan bất đắc dĩ lấy một cây kim từ trong không gian ra, ngón tay cô bùng lên một ngọn lửa, hơ qua cây kim, sau đó mới châm vào đầu ngón chân của Manh Manh, lấy ra một giọt mấu màu đỏ vàng. Minh lão phu nhân vội vàng đưa chiếc vòng ra, nhanh lên, con bé đau. Tô Nhan, không sao đâu, con bé này da dày thịt béo lắm. Quả thật, trong suốt quá trình châm kim lấy mấu, con bé thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái. Chiếc vòng vàng hấp thụ giọt mấu, bộc phát ra một luồng sáng chói mắt,
trong luồng sáng còn có bóng dáng của một con chim phượng hoàng phát ra tiếng hót cao vút trong trẻo. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt căng thẳng của Minh lão phu nhân cuối cùng cũng giãn ra, bà ta cười nói, Phong Hy là bảo vật truyền thừa vị trí tộc trưởng của quỷ Sa Phượng tộc ta. Chỉ có huyết thống thuần khiết mới có thể mở ra, sau này Manh Manh chính là tộc trưởng đời tiếp theo của quỷ Sa Phượng tộc ta. Tô Nhan sửng sốt, hỏi Minh lão phu nhân, vậy Minh Lâm Uyên thì sao? Nó chỉ là thay tộc trưởng xử lý công việc của tộc, chứ không phải tộc trưởng. Phong Hy cũng chưa bao giờ nhận nó làm chủ. Tô Nhan không hỏi thêm nữa, Minh Lâm Uyên là con trai thứ tư của Ma Hoàng. Nói cách khác, năm đó Minh lão phu nhân đã sinh Minh Lâm Uyên với Ma Hoàng, chứ không phải với nam nhân Bạch Phượng tộc kia. Minh Lâm Uyên mang dòng máu Ma Hoàng, tự nhiên sẽ không được bảo vật truyền thừa công nhận. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Tô Nhan lại nhìn chiếc vòng Phong Hy đeo trên chân nhỏ của Manh Manh. Lúc này, nó đã biến thành một chiếc vòng nhỏ bằng vàng, trông rất đẹp. Manh Manh, mau cảm ơn bà nội đi, Tô Nhan nói với Manh Manh. Dù sao thì món quà gặp mặt này cũng đủ lớn, vừa gặp đã được truyền lại vị trí tộc trưởng. Nếu để những kẻ tranh giành quyền lực nhìn thấy, chắc chắn sẽ ghen tị đến chết. Đây chính là người thừa kế được chọn lựa từ khi sinh ra, mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Manh Manh cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ của mình, còn lắc lắc chiếc vòng vàng, không đẹp bằng khuyên tai của tông cha. Khuyên tai của cha con là bùa hộ mệnh, là bảo vật hộ thân. Tô Nhan cười nói, giống như cái này của con vậy. Anh ta cũng tặng cho cô một cái. Thật ra, đối với cô, có hệ thống sinh con còn tốt hơn cả khuyên tai. Nhưng là do anh ta tặng, cô cũng không tiện từ chối. Manh Manh có được bảo bối mới, liền muốn khoe khoang, vỗ đôi cánh nhỏ mũm mĩm, lông xù xù đi tìm Tam Đầu Khuyển chơi. Bạch Khai Tâm bưng trà mới và bánh trái vào. Tô Nhan tự tay rót trà cho Minh lão phu nhân. Lão phu nhân lần này đến đây, ngoài việc thăm Manh Manh, còn có chuyện gì khác sao? Con cái lớn rồi thì nên kết hôn, con và cha của Manh Manh đã có một đứa con, trong bụng lại thêm một đứa nữa, cũng nên tổ chức hôn lễ, con định tổ chức khi nào? Muốn tổ chức như thế nào? Cứ nói với ta, thúc giục kết hôn sao? Thật sự là nằm mơ cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, cô e là không thể đồng ý. Xin lỗi lão phu nhân, đứa bé trong bụng con không phải là con của Minh Lâm Uyên. Hơn nữa, con cũng không muốn gả cho anh ta. Minh lão phu nhân khẽ cau mày, sau đó nhìn bụng cô, cười nói, chuyện của người trẻ tuổi các con, một bà già này sẽ không can thiệp quá nhiều. Chỉ có một chuyện, ta hy vọng con có thể đồng ý. Lão phu nhân cứ nói, Tô Nhan có chút áy náy nói. Minh lão phu nhân nhìn Manh Manh vẫn đang chơi đùa với Tam Đầu Khuyển ngoài cửa sổ. Nó là huyết thống thuần khiết duy nhất của quỷ Sa Phượng tộc ta, hơn nữa lại là nữ nhân. Vì vậy, ta muốn đưa Manh Manh về quỷ Sa Phượng tộc, dạy nó học tập áo nghĩa truyền thừa của quỷ Sa Phượng tộc. Đương nhiên, nếu nó nhớ con, ta sẽ đưa nó trở lại. Chuyện này phải xem Manh Manh có đồng ý hay không, ta hy vọng nó có thể học tập áo nghĩa truyền thừa. Vậy con hãy nói với nó trước, ngày mai ta sẽ đến đón nó. Hả, con nói với nó sao? Cô bị gài bẫy rồi sao? Manh Manh vẫn còn là một đứa trẻ, tự nhiên phải nghe lời con và Lâm Uyên. Bên Lâm Uyên con không cần phải lo lắng, áo nghĩa truyền thừa, nó muốn học cũng không học được. Manh Manh có thể học, nó nhất định sẽ đồng ý, còn con sắp sinh rồi, e là không có đủ tinh lực để chăm sóc nó. Thật ra, cô có đủ tinh lực, cùng lắm thì giao cho Tiểu Mỹ chăm sóc. Tiểu Mỹ là hệ thống sinh con, chăm sóc trẻ con là sở trường của nó. Ta biết ý của lão phu nhân, ta không phản đối việc nó đến quỷ Sa Phượng tộc, nhưng ta có một điều kiện. Chỉ cần lão phu nhân có thể làm được, ta thậm chí có thể tự mình đưa Manh Manh đến quỷ Sa Phượng tộc. Minh lão phu nhân nói, con cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đồng ý. Lão phu nhân có thể nhìn ra thiên phú của Manh Manh sao? Tô Nhan cầm một quả quýt từ đĩa hoa quả, bóc vỏ màu vàng xanh bên ngoài, bên trong là múi quýt màu cam đỏ óng ánh. Cô bẻ một nửa múi quýt, đưa cho Minh lão phu nhân. Minh lão phu nhân nhận lấy, sau đó giơ tay lên, tạo ra một kết giới cách âm, đảm bảo nội dung cuộc trò chuyện sẽ không bị lộ ra ngoài. Bà ta mới nghiêm túc nói, phải nói là, con thật sự rất biết sinh con, thiên phú thiên giai hỏa hệ áo nghĩa, còn có một thiên phú chuẩn quy tắc hắc ám. Thiên phú này nếu bị truyền ra ngoài, con sẽ không bảo vệ được nó. Những tên ma nhân ở Hắc Ám Đại Lục, cho dù phải cướp, bọn chúng cũng sẽ cướp nó đi. Tô Nhan ăn hết phần quýt trong tay, sau đó lấy khăn lau tay, ngọt lắm, lão phu nhân cũng nếm thử xem. Minh lão phu nhân lúc này mới ăn một miếng, chỉ là bà ta sống đến tuổi này, loại kỳ chân dị quả nào mà chưa từng ăn qua, cũng không cảm thấy ngon lắm, nhưng vẫn lịch sự khen một câu, không tệ. Vậy thì ăn nhiều một chút, Tô Nhan lại lấy thêm một quả quýt, đặt trước mặt Minh lão phu nhân, lão phu nhân, còn ngoài thiên phú hỏa hệ,
thật ra còn có một thiên phú nữa, có liên quan đến con cái, gọi là mẫu tử liên tâm. Mẫu tử liên tâm, nói một cách cụ thể, chính là nếu con cái do con sinh ra gặp chuyện bất trắc, con sẽ nhận được hình ảnh trước khi con bé chết. Còn nữa, con cũng có thể chia sẻ mạng sống của mình cho con cái. Con trời sinh có 9 mạng, vì vậy con có thể chia sẻ 9 mạng của mình cho con cái, cho dù chúng chết, con cũng có thể hồi sinh chúng. Cũng phải giải thích cho chuyện manh manh chết đi sống lại. Minh lão phu nhân dường như ý thức được, những gì Tô Nhan sắp nói rất quan trọng. Lão phu nhân đưa tay cho con cho ngài xem một đoạn hình ảnh. Tô Nhan đưa bàn tay trắng nõn mềm mại ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Minh lão phu nhân do dự một chút, sau đó mới đặt tay lên tay cô. Tô Nhan nhìn bàn tay bà ta, không giống như vẻ già nua trên khuôn mặt, thật ra rất trẻ trung, thon dài, trắng nõn, đẹp đẽ. Nghĩ đến biến hình thuật của Minh Lâm Uyên, vẻ già nua hiện tại của Minh lão phu nhân có lẽ cũng là do bà ta cố ý biến hóa. Minh Lâm Uyên cũng đã xem qua đoạn hình ảnh này, vì vậy bây giờ nó đang ở Hắc Ám Đại Lục. Tô Nhan để Tiểu Mỹ cho Minh lão phu nhân xem đoạn video manh manh bị hãm hại. Gừng càng già càng cay, sau khi xem xong, ít nhất Minh lão phu nhân vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng những đường vân màu mấu đột nhiên xuất hiện trên mu bàn tay bà ta vẫn để lộ ra cơn sóng gió trong lòng. Điều kiện của ta là phải lấy lại thiên phú hồn châu cho manh manh. Nếu không, trước khi nó trưởng thành, nó phải ở bên cạnh ta, làm áo bông nhỏ của ta. Còn sau khi trưởng thành, nó muốn làm gì thì làm. Minh lão phu nhân đứng dậy, nhất ngôn vi định. Trên mặt Tô Nhan lộ ra nụ cười mong đợi, được, ta chờ tin tốt của lão phu nhân. Minh Lâm Uyên đến giờ vẫn chưa trở về, 8-9 phần 10 là đã gặp phải trở ngại khó khăn. Mà Minh lão phu nhân là lão tộc trưởng của quỷ Sa Phượng tộc, là người phụ nữ năm xưa đã thu phục được ma hoàng ở Hắc Ám Đại Lục. Có bà ta trợ giúp, việc lấy lại thiên phú hồn châu càng thêm phần chắc chắn. Tô Nhan tiễn Minh lão phu nhân đi, liền đến quán trà đối diện ngồi một lát. Tiểu nhị của quán trà nhìn thấy bụng bầu tròn vo của cô, liền sợ hãi vô cùng, sợ cô đi đứng không cẩn thận mà ngã, thậm chí còn không cho cô lên lầu. Tô Nhan đành phải tìm một chỗ ngồi lịch sự cạnh cửa sổ ở đại sảnh. Nữ nhân mang thai, trong mắt nam nhân, là vô cùng thiêng liêng. Cộng thêm việc huyễn ma thú bắt cóc không ít nữ nhân, hiện tại có thể nhìn thấy một nữ nhân mang thai đi lại bên ngoài, quả thực là hiếm hơn bất cứ thứ gì. Ánh mắt của những nam nhân xung quanh đều đổ dồn vào Tô Nhan. Tô Nhan không để ý đến những ánh mắt đó, gọi tiểu nhị, cho ta một ấm trà, thêm một đĩa hoa quả. Đừng đừng, Tô lão bản hiện tại không thể uống trà, ta đổi cho ngài sữa dê được không? Tiểu nhị từ chối phục vụ trà cho cô. Tô Nhan cười khẩy, không cần cẩn thận như vậy đâu. Không được, hiện tại ngài là người quý giá nhất, cho dù là thú hoàng bệ hạ ở đây, cũng phải nhường đường cho ngài. Tiểu nhị nói không hề khoa trương. Tô Nhan cạn lời, đành phải thỏa hiệp, được rồi, cho ta một ly sữa bò là được rồi. Vâng, tiểu nhị vui vẻ đi chuẩn bị cho Tô Nhan. Thật sự là Tô tỷ sao? Thôi Tử Nghĩa đi đến trước bàn Tô Nhan, vẻ mặt khó tin, chị mang thai rồi sao? Ừ, sắp sinh rồi, Tô Nhan cười nói. Không phải là, con của Tông Tư Lễ học trưởng đấy chứ? Là của anh ấy, Tô Nhan mời anh ta ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút đi. Dưới ánh mắt ghen tị của những nam nhân xung quanh, Thôi Tử Nghĩa ngồi cùng bàn với Tô Nhan, tâm trạng cũng rất kích động. Sao lại mang thai nhanh như vậy? Từ lúc chúng ta kiểm tra đến bây giờ cũng chưa đến một tháng. Tộc thử bọn tôi, một tháng đã đủ ngày đủ tháng rồi. Vậy thì lợi hại quá. Thời gian mang thai của tộc thử tương đối ngắn. Tộc thỏ cũng gần giống như vậy, khoảng 1,5 tháng đến 2 tháng. Hai, ta khỏi cần nghĩ nữa, đời này chắc chắn phải ế vợ rồi. Lần này huyễn ma thú đã khiến con cháu đời sau của chúng ta tuyệt chủng hết rồi. Không chỉ bắt cóc nữ nhân, còn giết không ít, thật đáng hận. Bây giờ mọi người đều đang chờ mệnh lệnh của bệ hạ, xông vào Hắc Ám Đại Lục, diệt trừ ma tộc. Ừ, lũ huyễn ma thú tự bạo như vậy, đúng là quá hời cho bọn chúng. Nghe nói, Hắc Ám Đại Lục bây giờ cũng loạn lên rồi, mấy đứa con trai của ma hoàng xảy ra nội chiến, đánh nhau lòng trời lở đất. Nghe vậy, Tô Nhan liền hứng thú, kể kỹ hơn đi. Trời dần tối, Tô Nhan mới từ quán trà trở về quán trọ. Cô uống không ít sữa bò, thậm chí còn hơi no. Còn về tình hình thời sự, cô cũng đã nắm được kha khá. Lần trước, Thú Hoàng dẫn quân chinh phạt Hắc Ám Đại Lục vì vụ nổ bất ngờ của huyễn ma thú mà tạm thời dừng lại. Nhưng hắn ta vẫn phái một đội tinh nhuệ nhỏ đến Hắc Ám Đại Lục để do thám, trong đó có Tông Tư Lễ và Bùi Huyền. Nghĩ đến tình hình hỗn loạn hiện tại của Hắc Ám Đại Lục, đội tinh nhuệ này chắc chắn cũng đã góp phần không nhỏ. Tiếc là cô đang mang thai chờ sinh, nếu không cô cũng muốn đến đó xem thử, thần thú học viện sắp khai giảng cho tân sinh viên. Tô Nhan vì sắp sinh nên tạm thời không thể đến học viện,
liền để Bạch Khai Tâm đến học viện xin nghỉ sinh cho cô. Không ngờ học viện không chỉ cho cô nghỉ sinh 3 tháng, còn cấp thêm một khoản tiền trợ cấp lớn, thật sự khiến cô bất ngờ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ đứa bé ra đời. Tô Nhan rất bình tĩnh, đứa con thứ 6 rồi, muốn không bình tĩnh cũng khó. Ngược lại, Bạch Khai Tâm và những người khác lại rất lo lắng, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết phải làm sao. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Tô Nhan không khỏi buồn cười. Cứ như là bọn họ sắp sinh con, chứ không phải cô. Tô tỷ, thật sự không cần tìm một phu trúc đỡ đẻ sao? Bạch Khai Tâm bẻ ngón tay tính toán, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, lẽ ra nên mời một phu trúc đến quán trọ chờ sẵn, để đỡ đẻ cho Tô Nhan bất cứ lúc nào. Tô Nhan cười nói, không cần đâu, đây đâu phải lần đầu ta sinh con, ta có thể tự mình xử lý được. Lời cô vừa dứt, liền có 3 vu trúc đến quán trọ. Do Thú Hoàng đích thân sắp xếp, 3 vị vu trúc cao, thấp, béo, người mặc áo choàng phù thủy. Tô Nhan thay một bộ đồ bầu rộng màu xanh lá cây, trông hơi giống bộ đồ phẫu thuật trên trái đất, nếu dính máu sẽ không bị chói mắt. Cô nằm trên giường, nhìn 3 vị vu trúc đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc, hỏi, bệ hạ còn dặn dò gì không ạ? Nếu gặp trường hợp đặc biệt, hãy ưu tiên bảo vệ mẹ, vu trúc béo lạnh nhạt đáp. Tô Nhan khẽ biến sắc, ưu tiên bảo vệ con, theo ý muốn của tôi. Chúng tôi nhất nhất nghe theo chỉ thị của bệ hạ. Vu trúc béo nghiêm nghị đáp, hơn nữa, giống cái có khả năng sinh sản càng quý giá hơn. Đúng vậy, mời thai phụ uống viên sinh tử đan này để thuận lợi sinh nở. Vu trúc lùn đưa cho Tô Nhan một cốc nước và một viên thuốc. Tô Nhan nhìn viên thuốc và cốc nước, cười nói, không cần đâu. Sắc mặt Vu Trúc lùn hơi khó coi, thai phụ là có ý kiến gì với sinh tử đan của ta sao? Không có, chỉ là tôi không muốn uống, ngoại trừ thuốc của hệ thống sinh con, Tô Nhan không tin tưởng bất kỳ loại thuốc nào khác. Vậy mời thai phụ uống nước, Vu Trúc lùn CI sinh tử đan lại. Tô Nhan không tiện từ chối nữa, hơn nữa sinh con quả thực cần uống nhiều nước, lát nữa bắt đầu chuyển dạ sẽ rất khó nuốt. Cô nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, cảm thấy vị nước có chút kỳ lạ, liếc nhìn Vu Trúc lùn. Vu Trúc lùn đang chuẩn bị tã lót cho đứa trẻ sơ sinh, không có gì bất thường. Vu Trúc cao hỏi, thai phụ sao vậy, có cảm thấy gì không? Ồ, không có gì, phiền ngài cầm cốc nước đi, Tô Nhan đưa cốc nước cho Vu Trúc cao. Được, Vu Trúc cao nhận lấy cốc nước. Tô Nhan nằm trên giường, nhắm mắt lại, nói chuyện với Tiểu Mỹ còn bao lâu nữa. Nếu như lúc nãy cô không uống ngụm thuốc thúc đẻ đó thì còn khoảng 10 tiếng nữa. Uống rồi thì khoảng 1 tiếng nữa sẽ sinh, còn có khả năng vỡ tử cung. Tô Nhan đột ngột mở mắt ra, nhìn chằm chằm Vu Trúc lùn. Chỉ thấy bà ta hát số nước còn lại trong cốc ra ngoài cửa sổ. Có hệ thống ở đây, ký chủ cứ yên tâm. Tiểu Mỹ an ủi Tô Nhan, bảo cô yên tâm sinh con. Tôi biết, có cô ở đây tôi yên tâm, chỉ là tại sao bà ta lại muốn hãm hại tôi. 500 điểm tích lũy, ký chủ có muốn biết nguyên nhân không? Tiểu Mỹ, cô làm ăn kiểu này khéo quá, sớm muộn gì tôi cũng thành ra làm việc miễn phí cho cô. Tuyệt đối sẽ không. Hệ thống có thể đảm bảo với ký chủ. Chỉ cần ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ sinh con, ngoài việc được sống lại trên trái đất, còn có một phần thưởng hậu hĩnh, ký chủ có thể mong đợi. Lại vẽ bánh bao dỗ dành tôi, Tô Nhan nào tin lời cô ta, 500 điểm tích lũy cho cô đấy. Còn nữa, giải độc thuốc thúc đẻ kia cho tôi. Tôi không cho phép con tôi xảy ra bất kỳ chuyện gì. Được rồi ký chủ, đã giải độc, mời nhận video. Giọng điệu của Tiểu Mỹ nghe rất vui vẻ. Tô Nhan cạn lời cuối cùng tôi cũng biết manh manh giống ai rồi, giống cô đấy Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, nồi bay ngang trời, một cung điện nguy nga lộng lẫy trong Thú Hoàng Cung. Vu Trúc lùn quỳ trên mặt đất hành lễ, trước mặt bà ta là một nữ tử dung mạo thanh lệ đang ngồi trên ngai vàng. Chính là tiểu công chúa của Thú Hoàng, Tử Kiều Nhi. Nàng ta thần sắc cao quý lạnh lùng, nói với Vu Trúc lùn, bà muốn đi đỡ đẻ cho Tô Nhan. Vâng, công chúa điện hạ, Vu Trúc lùn cung kính đáp. Nghe nói giống cái khi sinh nở rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như băng huyết. Vu Trúc lùn kinh hãi nhìn Tử Kiều Nhi. Tử Kiều Nhi mân mê móng tay xinh đẹp được vẽ hoa tinh xảo, bản cung không muốn nàng ta sống sót, phiền Vu Trúc giúp đỡ một chút. Sau khi việc thành, số nợ của Vu Trúc ở sòng bạc sẽ được xóa bỏ. Chán Vu Trúc lùn toát mồ hôi lạnh, chuyện bà ta nợ tiền sòng bạc, sao tiểu công chúa lại biết được, vậy còn bệ hạ. Bản cung đã chặn tin tức rồi, phụ hoàng không biết đâu. Có thể nói là nàng ta cố tình chặn lại, còn động tay động chân trên tư liệu của các vu trúc khác, đẩy bà ta lên trước. Đa tạ điện hạ, nô tỳ biết phải làm gì rồi. Bản cung chờ tin tốt của vu trúc, Tô Nhan nhắm mắt lại, nằm nghiêng người. 3 vị vu trúc sau khi chuẩn bị xong xuôi, thấy Tô Nhan vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, cũng chỉ có thể ngồi chờ.
Trong thời gian đó, Vu Trúc Lùn 3 lần 7 lượt hỏi Tô Nhan có dấu hiệu muốn sinh hay chưa. Nhưng Tô Nhan không có bất kỳ phản ứng gì, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn ngủ thì ngủ. Cứ như hôm nay không phải ngày dự sinh vậy. Tô Nhan vẫn luôn âm thầm để ý Vu Trúc Lùn, bà ta cũng thật là độc ác, thấy cô uống cốc nước kia mà không có động tĩnh gì, sau đó còn ra tay với đồ ăn thức uống của cô. Đây là muốn giết chết cô bằng được. Tử Kiều Nhi, tôi và cô vô oán vô cừu, tại sao lại hãm hại tôi như vậy, coi tôi là quả hồng mềm dễ bóp sao? Đột nhiên, một cơn đau dữ dội ập đến. 10 tiếng đồng hồ đã đến, cô bắt đầu chuyển dạ. Nhưng cô không yên tâm về Vu Trúc Lùn, sao có thể để lại một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình vào lúc yếu ớt nhất được. Ngay khi cô định gọi Bạch Khai Tâm vào đưa người đi thì một người đàn ông tóc đỏ rực bất ngờ xuất hiện trong phòng sinh. Có thể thấy anh ta đã vội vàng đến nhường nào, bộ quân phục màu đen rách nát tỏa ra sát khí nồng nặc không thể tan đi, trên mặt còn có một vết thương đã đóng vảy màu máu. Sự xuất hiện của anh ta khiến Tô Nhan sợ hãi đến mức cơn đau chuyển dạ cũng biến mất. Tông Tư Lễ, sao anh lại về rồi? Hôm nay không phải là ngày sinh con sao? Tông Tư Lễ không dám đến gần giường, anh ta cũng biết tình trạng hiện tại của mình. Anh ta sợ tình trạng của mình tệ đến mức sẽ ảnh hưởng đến Tô Nhan. Tô Nhan bỗng nhiên mỉm cười, anh đi tắm rửa trước đi. Lát nữa giúp em đỡ đẻ, không cần làm phiền ba vị Vu Trúc nữa. Được, ánh mắt Tông Tư Lễ đảo qua, rơi vào người ba vị Vu Trúc. Vừa mới từ chiến trường Hắc Ám Đại Lục trở về, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí đó, ngay cả người trong sạch cũng phải run sợ. Huống chi là Vu Trúc Lùn đã làm chuyện khuất tất, càng không chịu nổi, chột dạ lùi về sau một bước. Tông Tư Lễ lập tức nhận ra bà ta có vấn đề, không nói hai lời, một tay bóp cổ bà ta, lôi ra ngoài. Hai vị Vu Trúc còn lại cũng không dám cầu xin, bịch bịch quỳ rạp xuống đất, chán chạm đất. Hai người họ thực ra cũng nhận ra sự mờ ám của Vu Trúc Lùn, nhưng cũng biết bà ta làm vậy chắc chắn là có người chỉ thị, vì không muốn đắc tội với người đứng sau, nên giả vờ như không biết gì. Hai người ra ngoài đi, Tô Nhan nói với hai người họ. Xin thay phụ tha mạng, chúng tôi thật sự không biết gì cả. Giọng của Vu Trúc béo run rẩy. Đúng vậy, chúng tôi còn có già có trẻ, đều trông cậy vào chúng tôi nuôi sống, xin thay phụ khai ân. Bây giờ đi ra ngoài sẽ không có chuyện gì. Chờ anh ấy quay lại, thấy hai người còn ở đây, e là sẽ không ổn. Người vừa mới từ chiến trường trở về, giết người đã quen tay rồi, tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Hai vị Vu Trúc nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương, sau đó cùng lúc dập đầu với Tô Nhan, vội vàng bỏ chạy. Không lâu sau, Tông Tư Lễ quay lại, lúc này anh ta đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ thường phục gọn gàng sạch sẽ, vết thương trên mặt cũng đã được bôi thuốc, trông không còn dữ tợn đáng sợ như vậy nữa. Tô Nhan lấy từ không gian hệ thống ra một miếng băng cá nhân lớn, lại đây, đưa mặt cho em. Được, Tông Tư Lễ cũng không hỏi trong tay cô là cái gì, Tô Nhan bảo anh ta làm gì, anh ta liền làm cái đó. Tô Nhan vừa mới dán băng cá nhân lên vết thương cho anh ta, một cơn đau dữ dội lại ập đến, cô không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay Tông Tư Lễ bị cô nắm chặt. Tông Tư Lễ cũng trở nên căng thẳng. Đối mặt với hàng triệu quân đoàn ma thú, anh ta chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ anh ta đã cảm nhận được nỗi sợ hãi. Nhan Nhan, anh có thể làm gì giúp em không? Anh chỉ cần ở bên cạnh em là được. Tô Nhan đau đến mức mặt nhăn nhó như cái bánh bao. Được, Tông Tư Lễ đau lòng vô cùng, chỉ muốn thay cô chịu đựng cơn đau, gấp trăm lần, gấp ngàn lần cũng được. Cơn đau chuyển dạ ngày càng dữ dội, Tô Nhan biết mình sắp sinh rồi. Em nhắc lại lần nữa, nếu em giả chết, anh đừng chôn em, lát nữa em sẽ tự tỉnh lại. Tông Tư Lễ sợ đến mức mặt mày tái mét, thật sự sẽ. Đừng lo, em sẽ không sao đâu, anh đoán xem là bé gái hay bé trai. Là bé gái tộc thử giống em. Hi hi, đừng, Tô Nhan nghiến răng chịu đựng cơn đau. Ký chủ còn 2 phút nữa. Quá tốt rồi, cảm giác đau đớn này, dù trải qua bao nhiêu lần cũng không thể chịu đựng nổi. Tô Nhan nhắm mắt lại, hít thở sâu, tích tụ sức lực cuối cùng. Tông Tư Lễ nói, Nhan Nhan, chúng ta đừng sinh con nữa. Tô Nhan từ từ mở mắt ra, nhìn anh ta bỗng nhiên mỉm cười, thật sự không sinh nữa sao? Tông Tư Lễ nghiêm nghị nói. Tô Nhan kéo tay áo anh ta, nhìn cánh tay bị cô véo đến in hằn dấu răng, nhưng mà em còn muốn sinh cho anh thêm một đứa nữa. Không cần đâu, Tông Tư Lễ nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói. Tô Nhan nắm lấy tay anh ta, nhìn cổ tay trắng nõn xinh đẹp của anh ta, không, em muốn sinh cho anh. Sau đó, cô cắn vào cổ tay anh ta, dùng hết sức lực, có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể. Tiếp theo là một mảng trắng xóa trước mắt, toàn bộ linh hồn như trôi nổi, ở trong một không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở. Chúc mừng ký chủ đã sinh hạ con cái thứ 6,
Giới tính, nam, thú thể, lộc thuộc sáu đuôi, thiên phú, phong hệ áo nghĩa thiên giai, không gian áo nghĩa thiên giai. Thiên phú thức tỉnh đan kim tủy áo nghĩa hệ đặc biệt, phán quyết công bằng tuyệt đối, phụ thú, lộc thuộc ba đuôi, phần thưởng, điểm tích lũy, gói quà tặng sinh con một phần, trục cuộn thiên phú mẫu thể một phần. Áo nghĩa hệ đặc biệt phán quyết công bằng tuyệt đối là cái gì? Tô Nhan nghe mà hơi mơ hồ. Hệ đặc biệt là cách gọi chung cho những áo nghĩa không cố định của hệ đặc thù. Phán quyết công bằng tuyệt đối, hình tượng hóa hai đĩa cân ở hai đầu cán cân để đặt vật đo, tiến hành cân đo phán quyết, kết quả có tính tuyệt đối vô hạn. Nói hơi khó hiểu, ví dụ đơn giản một chút đi. Được rồi ký chủ, ví dụ như hai quả táo, tiến hành phán quyết trọng lượng, mỗi bên đĩa cân đặt một quả, bên nào nặng hơn sẽ thắng, bên nào thua sẽ phải trả giá. Ồ, nghe có vẻ không có gì đặc biệt, chẳng phải chỉ là một cái cân thôi sao, sau này buôn bán nhỏ lẻ chắc là tiện lắm. Tô Nhan nhanh chóng ném áo nghĩa này sang một bên. Cho đến sau này, khi cô nhìn thấy phán quyết công bằng tuyệt đối này có thể cân đo cả đại lục, bên nào thắng sẽ tiếp tục tồn tại, bên nào thua sẽ tan thành mây khói, cô mới biết được áo nghĩa này có tính tuyệt đối vô hạn đáng sợ đến mức nào. Tiểu Mỹ, đứa bé này đã giúp cô lớn mạnh được bao nhiêu? Tô Nhan quan tâm đến điều này hơn. Bởi vì điều này quyết định cô sẽ sinh ra đứa con có thiên phú gì tiếp theo. Giọng điệu của Tiểu Mỹ nghe có vẻ vui vẻ hơn. Đúng vậy ký chủ, hệ thống sinh con đã lớn mạnh đến 99%. Tuyệt vời, Tô Nhan cũng rất vui mừng, nhưng ngay sau đó lại sững sờ. Khoan đã, chẳng lẽ tôi lại phải tìm một nam thú cảnh giới linh cảnh trở xuống để sinh con sao? Đúng vậy, Tiểu Mỹ đáp. Tô Nhan nghĩ lại, những nam thú đã từng sinh con với cô đều đã bước qua ngưỡng cửa thiên giai rồi. Hai, chờ tôi quay về học viện rồi tìm vậy. Cái trục cuộn thiên phú mẫu thể kia là cái gì? Nâng cao thực lực bản thân cũng rất quan trọng. Thiên phú lam giai, phù lục áo nghĩa. Vẽ bùa sao? Đúng vậy. Tông Tư Lễ bế đứa bé vừa chào đời từ giữa hai chân Tô Nhan lên. Cơ thể trắng muốt, cái đuôi màu đỏ rực, có tận 6 cái. Đây là lộc thuộc 6 đuôi trong truyền thuyết. Tuy là thiên phú thiên giai, nhưng khi nó bước vào kỳ hóa hình, nó sẽ trực tiếp bước vào linh giai, hoàn toàn không cần tu luyện. Thật sự là con của anh sao? Tông Tư Lễ bế đứa bé, nhìn nó vùng vẫy muốn đứng dậy, ngây người ra. Anh ta đã có người nối dõi rồi sao? Ưm ngã lộc thục nhỏ phát ra âm thanh như trẻ sơ sinh, mở đôi mắt đen láy nhìn Tông Tư Lễ. Cho đến khi xác định được anh ta là phụ thân của mình, nó mới nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay anh ta nghỉ ngơi. Sinh con đã vất vả rồi, lộc thục nhỏ cũng rất vất vả. Sau khi cố gắng chui ra khỏi bụng mẹ, nó còn phải nhanh chóng thích nghi với môi trường hoàn toàn khác biệt với trong bụng mẹ. Tông Tư Lễ lấy ra một chiếc khăn quấn chuyên dụng cho trẻ sơ sinh và một chiếc giường nhỏ từ trong không gian của mình. Đây là thứ anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng sau khi biết Tô Nhan mang thai. Còn những thứ mà Vu Trúc chuẩn bị, anh ta không yên tâm sử dụng. Là con trai, nhà họ Tông chúng ta, ba đời đều là nam rồi. Tông Tư Lễ đặt lộc thục nhỏ vào giường trước, dỗ dành nó ngủ. Sau đó nhìn về phía Tô Nhan. Trái tim anh ta vô cùng nặng nề, bởi vì vào khoảnh khắc Tô Nhan sinh con, anh ta phát hiện ra cô ấy đã ngừng thở. Lúc đó, anh ta cảm thấy trái tim mình cũng ngừng đập theo. Nếu không phải tiếng lộc thục nhỏ vùng vẫy muốn chui ra khỏi nhau thai nhắc nhở anh ta còn có việc quan trọng hơn chưa làm, thì có lẽ bây giờ anh ta cũng đã đi theo cô ấy rồi. Giống như phụ thân anh ta năm đó, nếu không phải vì phải nuôi nấng anh ta, thì cũng đã theo mẫu thân anh ta trở về vòng tay của thú thần rồi. Nhan Nhan, em nói em giả chết, không phải là lừa anh đấy chứ. Năm ngón tay của Tông Tư Lễ đan chặt vào năm ngón tay của Tô Nhan, cúi đầu hôn lên môi cô, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh lẽo của cô. Nhan Nhan, đầu lưỡi nóng bỏng hơn cả lửa, thăm dò vào trong miệng Tô Nhan, cố gắng kéo cô cùng anh ta sống lại. Chỉ là Tô Nhan căn bản không có chút phản ứng nào. Tông Tư Lễ cẩn thận nhớ lại những hành động trước đây của Tô Nhan, từng chút một, từ lúng túng đến đau khổ, cuối cùng trên mặt Tô Nhan rơi xuống từng giọt nước mắt nóng hổi. Nhan Nhan, chẳng phải em nói sẽ tỉnh lại nhanh thôi sao? Mau mở mắt ra nhìn con trai đi, còn chưa đặt tên cho con, em đến quyết định có được không? Giọng nói khàn đặc của Tông Tư Lễ lộ ra nỗi đau thương tột cùng. Một nam tử tóc xanh lam mắt xanh lam đột nhiên xuất hiện trong phòng. Nhìn Tông Tư Lễ tuyệt vọng, cười nhạo nói là anh hại chết cô ấy. Lưng Tông Tư Lễ cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ rực, nhìn chằm chằm Dung Vũ. Ngươi là thứ gì? Dung Vũ chộp lấy lục thục nhỏ trong nôi, nhìn thấy lục thục nhỏ có 6 cái đuôi màu đỏ, vô cùng kinh ngạc, nhà họ Tông các ngươi, mồ mả tổ tiên bốc khói xanh rồi. Bỏ nó xuống, Tông Tư Lễ toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc. Được thôi, Dung Vũ đột nhiên giơ tay ném mạnh, lục thục nhỏ bay về phía cửa sổ. Tông Tư Lễ hoảng hốt, lập tức dịch chuyển tức thời để đỡ con trai. Nhưng,
đợi anh ta ôm lấy con trai, quay trở lại, phát hiện Dung Vũ đã biến mất. Cùng biến mất với hắn ta, còn có Tô Nhan trên giường. Ký chủ, hệ thống cập nhật cần khoảng 48 tiếng. Lại có virus sao? Là bảo trì kiểm tra định kỳ. Sau khi hệ thống được nâng cấp, thời gian cập nhật sẽ được rút ngắn đáng kể. Còn thiếu 1% nữa là nâng cấp xong rồi. À, không được, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, đừng để bị chôn sống nữa. Lần này mình giả chết bao lâu rồi? 20 phút. Sao lâu vậy? 1 phút trong hệ thống bằng 10 phút bên ngoài. Ký chủ ở trong không gian hệ thống 2 phút, bên ngoài đã trôi qua 20 phút rồi. Hèn gì lần trước, mình rõ ràng cảm thấy không lâu, Minh Lâm Uyên đã chôn mình rồi. Không được, mình phải ra ngoài ngay. Linh hồn Tô Nhan trở về cơ thể, từ từ mở mắt ra, cử động ngón tay, vừa định gọi Tông Tư Lễ thì cảm thấy trước mắt có thứ gì đó màu xanh lam lóe lên. Cổ họng đau nhói, ý thức chìm vào hôn mê, bầu trời xanh, mây trắng, biển cả mênh mông vô tận, bãi cát mềm mại trải dài. Tô Nhan đã uống hồi nguyên đan, cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Cô vẫn mặc chiếc váy bầu màu xanh lá cây lúc sinh con, phía sau váy có vài vết màu tối, đó chắc hẳn là vết máu lúc cô sinh con. Hệ thống vẫn đang trong quá trình cập nhật, khoảng 36 tiếng nữa mới có thể khởi động lại. Đôi chân trần trắng nõn thon dài dẫm lên bãi cát mềm mại, Tô Nhan hoang mang nhìn xung quanh, này, có ai không? Không có ai trả lời. Tô Nhan cau mày, tại sao lại đúng lúc Tiểu Mỹ cập nhật chứ? Nếu không thì cô đã dịch chuyển tức thời về rồi. Chỉ có thể đợi thêm 36 tiếng nữa. Lục lọi không gian hệ thống, tìm thấy một chiếc lều, là quà tặng trong gói quà sinh con, bây giờ thì dùng được rồi. Mất một lúc lâu, cô mới dựng được lều lên. Ngồi trên tấm thảm đi kèm với lều, mở một hộp trái cây đóng hộp, vừa ăn vừa ngắm cảnh biển, nhớ lại lúc tỉnh dậy, trước mắt cô có bóng màu xanh lam lóe lên, còn có cơn đau ở cổ họng. Cô chắc hẳn đã bị bắt cóc rồi. Ai đã bắt cóc cô? Tử Kiều Nhi sao? Chắc là không phải. Tuy không biết cô đã đắc tội gì với vị tiểu công chúa này, nhưng cô ta muốn lấy mạng cô, tuyệt đối sẽ không để cô sống sót. Bóng dáng màu xanh lam, trong số những người cô quen biết, hình như có một người liên quan đến màu xanh lam, nam tử tóc xanh lam, mắt xanh lam, Dung Vũ. Là Dung Vũ đã bắt cóc cô sao? Nhưng tại sao? Có lẽ cô có thể hỏi trực tiếp anh ta. Mặt biển yên ả, đột nhiên tách ra hai bên, lộ ra một con đường cát dưới đáy biển. Dung Vũ tay cầm mấy con cá, bước lên từ đáy biển, quần áo trên người, thậm chí cả tóc tai đều không hề ướt một chút nào. Tô Nhan cất hộp trái cây đi, còn về phần chiếc lều đã dựng xong, anh ta cũng đã nhìn thấy rồi, nên thôi kệ. Dung Vũ, đây là đâu? Ta muốn quay về, Tô Nhan lạnh lùng nói. Dung Vũ cười, trong nháy mắt, khuôn mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm. Không được, ta đã tốn rất nhiều công sức mới đưa được nàng từ Hoàng Đô khu Đông đến khu Nam. Đây là khu Nam sao? Tô Nhan cau mày. Khu Nam có nhiều biển hồ, là lãnh địa của thú nhân tộc Thủy. Nhưng thú nhân tộc Thủy hầu như cả đời không rời khỏi mặt nước, cho nên cũng không can thiệp vào những tranh chấp trên đất liền. Ngươi là thú nhân tộc Thủy. Ta là thú nhân lưỡng cư, vừa có thể ở dưới nước, vừa có thể ở trên cạn. Lưỡng cư, bản thể của ngươi là gì? Tô Nhan nhớ lại những loài động vật lưỡng cư mà cô biết, ếch nhái, cá sấu, hà mã. Dung Vũ đột nhiên dịch chuyển tức thời đến trước mặt Tô Nhan, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô phẳng lì. Hoàn toàn không giống như giống cái vừa mới sinh con, sinh cho ta một đứa con, chẳng phải nàng sẽ biết ngay sao? Tô Nhan nói, trước đây ngươi không phải đã từ chối ta rồi sao? Dung Vũ, bây giờ ta lại đồng ý rồi. Tô Nhan không hề lay động, xin lỗi, ta là người tin vào một câu, đó là ngựa tốt không ăn cỏ nát. Muốn ta sinh con cho ngươi, không có khả năng. Nếu ta nhất định muốn nàng sinh thì sao? Dung Vũ siết chặt cổ Tô Nhan, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám hung ác. Tô Nhan nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của hắn, không hề nao núng. À, không, sinh. Vậy thì ta sẽ giết Lục Thục nhỏ đó. Trong mắt Dung Vũ tràn đầy sát ý điên cuồng. Khóe miệng Tô Nhan hơi nhếch lên, nếu là người hiểu cô, chắc chắn sẽ biết đây là biểu hiện khi cô tức giận đến cực điểm, quát lớn, ngu xuẩn. Trước đây sao cô lại muốn sinh con cho hắn ta chứ? May mà không thành. Nếu không đứa trẻ này ngoài nhan sắc ra thì những thứ khác đều đáng lo ngại. Nàng nói cái gì? Sắc mặt Dung Vũ càng thêm khó coi. Tô Nhan khinh thường nói, dùng con cái để uy hiếp mẹ của nó. Ngươi giỏi thật đấy. Nàng, Dung Vũ dần dần bình tĩnh lại. 35 tiếng 40 phút, Tô Nhan liếc nhìn thời gian hệ thống cập nhật kết thúc. Nếu ngươi muốn lấy mạng ta, thì làm ơn nhanh lên. Nếu không thì buông ta ra, ta vừa mới sinh con, cơ thể còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi. Dung Vũ buông cô ra, nhìn lều của cô, lấy ở đâu ra vậy? Rơi từ trên trời xuống, Tô Nhan lười giải thích với hắn ta, xoay người chui vào lều,
kéo khóa lều lại, biến thành một không gian khép kín. Nghe thấy tiếng Tô Nhan lục đục thu dọn đồ đạc trong lều, Dung Vũ nhặt những con cá đã chết cứng dưới đất lên, bắt đầu xử lý. Nhìn dáng vẻ công tử bột ngón tay không dính nước suối của hắn ta, không ngờ lại giết cá rất thành thạo. Hơn nữa hắn ta là áo nghĩa hệ thủy, rất nhanh đã xử lý sạch sẽ ba con cá biển béo mập. Dùng thủy nguyên lực ngưng tụ ra mấy cục đá, dùng đá ướp ba con cá biển. Hắn ta liếc nhìn lều, rồi đi vào khu rừng nhỏ cách đó không xa. Không lâu sau, hắn ta ôm mấy quả tròn màu vàng kim, còn có một bó củi quay lại. Tô Nhan thật sự đã ngủ thiếp đi, tuy hồi nguyên đan đã giúp cơ thể cô hồi phục, nhưng tinh thần vẫn còn hơi kém. Chỉ là ngủ không được ngon giấc, mơ màng hồ đồ. Bỗng nhiên, có thứ gì đó mềm mại áp vào môi cô, còn mang theo hương thơm mát mẻ của biển cả. Cơ thể cô theo bản năng há miệng muốn hít thở, sau đó thứ mềm mại kia nhân cơ hội chui vào. Ngay sau đó, Tô Nhan tỉnh táo lại, nhận ra là cái gì, liền nghiến răng cắn mạnh xuống. Dung Vũ kịp thời rụt lưỡi về, nếu không với sức cắn của Tô Nhan, e là thật sự không giữ được. Nàng là đồ ác phụ, hắn ta lập tức kêu ca. Tô Nhan tức giận bật cười, ta là ác phụ, ừ. Rốt cuộc là ai vô lại lưu manh, không ngờ ngươi đường đường là con nhà danh giá mà lại vô sỉ như vậy. Hay là do cháu giống cậu, trong xương cốt đã thích làm chuyện xấu xa rồi. Cậu của Dung Vũ là Lâm Phủ, viện trưởng học viện thần thú, cùng quản lý học viện thần thú với tử viện, một viện trưởng khác. Sau đó, ông ta đột nhiên bị người ta tố cáo từng cưỡng hiếp giống cái đến chết vào nhiều năm trước, hơn nữa bằng chứng xác thực. Tầng lớp lãnh đạo của học viện thần thú sau khi biết chuyện đã báo cáo lên Thú Hoàng. Thú Hoàng đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, học viện sắp tuyển sinh để tránh chuyện này bị lan truyền, ảnh hưởng đến việc tuyển sinh, đồng thời phái người bí mật xử lý Lâm Phủ. Tô Nhan biết được chuyện này là do Lão Tông, cha của Tông Tư Lễ kể cho cô nghe. Vị kia hễ uống chút rượu là đặc biệt thích nói chuyện, chuyện gì cũng nói ra. Tô Nhan đã moi được không ít chuyện xấu hổ của Tông Tư Lễ. Bị chọc trúng chỗ đau, Dung Vũ xoay người rời khỏi lều. Tô Nhan dùng khăn ướt khử trùng lau mạnh môi, chỉ muốn uống một ngụm nước sát trùng nồng độ cao để súc miệng. Lúc cô đi ra khỏi lều, chỉ thấy Dung Vũ lóe lên rồi biến mất vào biển cả. Ngoài lều, có mấy quả màu vàng kim giống quả dừa, còn có ba con cá tươi được xiên bằng cành cây tươi, đặt trên một đống củi, chỉ cần châm lửa là có thể nướng. Mà cô lại là áo nghĩa hệ hỏa. Tô Nhan nhìn quả, lại nhìn cá, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mặt biển. Tiêu chuẩn chọn lựa phụ thú cho cô của Tiểu Mỹ là chọn người giỏi nhất trong số những người mà Tô Nhan có thể chấp nhận. Dung Vũ là địa giai hệ thủy, không quá phù hợp với tiêu chuẩn của cô, nhưng cũng không phải là không được. Nhưng sau khi nhìn thấy Tông Tư Lễ, Tiểu Mỹ đã trực tiếp xóa bỏ Dung Vũ, người dự bị này. Mà đối với phụ thú mà Tiểu Mỹ không công nhận, ít nhiều gì Tô Nhan cũng bị ảnh hưởng, không còn hứng thú với người này nữa. Tô Nhan tiến lại gần mép nước, cảm nhận làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua mặt, còn có hơi thở mặn mòi của biển cả trong không khí. Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy hơi buồn bã. Như thể tâm trạng của ai đó, thông qua nước biển, truyền đến cho cô. Tô Nhan khẽ cau mày, lùi về sau mấy bước, rời khỏi mép nước. Cảm giác đó lại biến mất. Dung Vũ đi lên từ biển, tay cầm một con tôm hùm siêu to khổng lồ dài hơn 1 mét. Tô Nhan rất thích ăn tôm hùm, ánh mắt lập tức không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào con tôm hùm lớn trên tay hắn ta. Bạn học Tô, xin lỗi, ta không nên đối xử với nàng như vậy, cũng không nên ép buộc nàng đến đây. Đợi nàng ăn no rồi, ta sẽ đưa nàng về. Mái tóc mái Dung Vũ vốn được chảy gọn gàng, lúc này đã rủ xuống, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn có càng thêm nhỏ bé. Hơn nữa, đôi mắt đượm buồn kia khiến người ta không khỏi muốn đồng cảm. Tô Nhan đột nhiên nhớ đến cảm giác buồn bã vừa rồi. Chẳng lẽ, ngươi, không phải hắn ta? Tô Nhan nhìn Dung Vũ lúc này, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bánh bao có ngon không? Dung Vũ đột nhiên mỉm cười, dịu dàng, buồn bã mà xinh đẹp. Ngươi tên là gì? Tô Nhan thăm dò hỏi. Dung Nhược, hắn ta đáp. Quả nhiên, đây là một tên tâm thần. Hắn ta bị đa nhân cách. Vậy Dung Vũ là? Nó là em trai, ta là anh trai, Hoàng Đô, trong phủ Dung gia yên tĩnh đến rợn người. Lão Tông cười tủm tỉm nhìn Dung gia chủ đang kinh hãi tột độ. Nể tình quen biết bấy lâu nay, 3 ngày, không, 1 ngày. Ta nhất định sẽ bắt được đứa con bất hiếu đó, giao cho Tông Phủ, để mặc Tông Huynh xử lý. Con dâu ta mà thiếu một sợi tóc, ta sẽ cho Dung gia các ngươi chôn cùng. Lão Tông cười nói xong, đứng dậy bỏ đi. Phía sau ông ta là đội quân bảo vệ Hoàng Thành. Rõ ràng, lần này ông ta đến đây là được Thú Hoàng đồng ý. Cho dù ông ta làm gì, nói gì, Thú Hoàng cũng sẽ không truy cứu. Đây cũng là điều mà Dung gia chủ thật sự sợ hãi. Kể từ sau khi Lâm Phủ xảy ra chuyện, Dung gia bọn họ đã bị kéo vào tâm bão,
bao nhiêu gia tộc danh giá trước đây đều cắt đứt quan hệ với bọn họ. Ngay cả tiểu công chúa vốn có ý với Dung Vũ, thường xuyên đến phủ Dung gia làm khách, cũng bị thú hoàng hạ lệnh cấm túc. Chưa đầy 2 tháng, Dung phủ bọn họ từ gia tộc đứng đầu hoàng đô đã trở thành gia tộc đứng cuối. Bao nhiêu năm gây dựng, không hiểu sao lại sụp đổ. Giờ lại thêm chuyện Dung Vũ bắt cóc con dâu của tông gia, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Xem ra Dung phủ bọn họ không thể ở lại hoàng đô được nữa rồi. Tôi đã nói nó sớm muộn gì cũng là tai họa, nên sớm đưa nó đến khu Nam đi. Lão gia còn không đồng ý, bây giờ thì hay rồi, cả Dung gia đều bị liên lụy. Dung phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Dung phu nhân hiện tại là vợ kế, bởi vì không sinh được cho Dung gia chủ một trai một gái nên luôn bị xem thường. Bây giờ Dung phủ sắp sụp đổ rồi, bà ta cũng không nhịn nổi cục tức này nữa. Dung gia chủ nhìn bà ta, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hay là bà đi cầu xin em họ của bà xem sao, xem cậu ta có thể giúp được gì không. Nhắc đến người này, sắc mặt Dung phu nhân lập tức đen như đít nồi. Con trai của Bùi Huyền là do ai sinh ra, ông có biết không? Chẳng phải là được mang về từ rừng rậm Sâm Ngư sao? Chính là đứa con trai tốt của bà đã bắt cóc Tô Nhan, chính nó đã bắt cóc. Bà nghĩ xem, chuyện Lâm Phủ gây ra từ nhiều năm trước, sao không tố cáo sớm, không tố cáo muộn, lại đúng lúc này tố cáo, còn có bằng chứng xác thực, là ai làm? Chẳng phải là do đứa con trai tốt của bà đã chọc giận người không nên chọc sao? Ý của ông là, Bùi Huyền, Tô Nhan vừa ăn tôm hùm nướng, vừa nghe câu chuyện về một thiếu niên bất hạnh trong một gia đình tái hôn, dần dần lớn lên với tâm lý bị vặn vẹo, dẫn đến tâm thần phân liệt. Ứng với câu nói, đáng hận ắt có chỗ đáng thương. Dung Nhược là anh trai, cũng là nhân cách chính. Sau khi Dung gia chủ tái hôn, ông ta bận rộn với việc xã giao và công việc kinh doanh của gia tộc, có khi mấy tháng liền cũng không gặp mặt Dung Nhược. Dung phu nhân thì không mắng chửi Dung Nhược thì cũng là đang mắng chửi, chút hết sự hờ hững của Dung gia chủ dành cho bà ta và sự phẫn uất vì không thể sinh con lên người Dung Nhược từ nhỏ. Sau đó, Dung Nhược càng lớn càng đẹp trai, Dung phu nhân ở tuổi hồi xuân lại nảy sinh tà tâm với cậu ta. Lúc này, Dung Nhược đã phân liệt ra nhân cách thứ hai là Dung Vũ. Dung Vũ tính cách ngang ngược, lời nói chua ngoa cay độc, nóng nảy dễ kích động, hỉ nộ vô thường. Sự xuất hiện của hắn ta thật sự đã khiến Dung phu nhân phải chịu không ít đau khổ. Sau đó, Dung Nhược dần dần ít xuất hiện, cơ bản đều là Dung Vũ khống chế cơ thể, thậm chí cả tên trong gia phả cũng đổi từ Dung Nhược thành Dung Vũ. Nguyện vọng của cậu ta là muốn biến mất, tốt nhất là chưa từng tồn tại trên thế giới này. Lần Tô Nhan và Bạch Khai Tâm mua bánh bao đó, vốn là lần xuất hiện cuối cùng của cậu ta, sau khi trao đổi quyền khống chế một lần nữa, cậu ta đã chọn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Sau đó, người Tô Nhan gặp đều là Dung Vũ. Tên khốn Dung Vũ kia đâu rồi? Giờ cho đối bại với ta xong lại không dám chịu trách nhiệm, trốn đi làm con quỷ mít ướt sao? Tô Nhan vừa gặm thịt càng tôm hùm, vừa nói, trông vô cùng sung sướng. Dung Nhược cười nói, nó không muốn ra ngoài, ta cũng không có cách nào. Tô Nhan lại uống một ngụm nước dừa vàng, vẫn là đồ nhát gan. Vậy ngươi có thể đưa ta về không? Con ta vừa mới sinh, cần được chăm sóc. Ừm, Dung Nhược đáp, ta là song thú thân, khi là lục thú thì thiên phú là địa giai, khi là thủy thú thì là thiên giai. Ta có thể sử dụng thuật dịch chuyển tức thời với thiên phú thiên giai. Giỏi, ngươi đúng là giấu nghề, quả thực là không thể phòng bị, thực lực chênh lệch hẳn một bậc, đánh giá thấp hắn ta, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Ha ha, Dung Nhược cười cười, đưa miếng cá đã gỡ xương cho Tô Nhan, thay mặt đệ đệ ta xin lỗi nàng, nếu có thể bù đắp, cứ việc nói. Không cần đâu, cứ coi như ta bị chó gặm một cái. Tô Nhan nhận lấy miếng cá, đối với người có vấn đề về tinh thần thì đừng nên so đo làm gì. Cảm ơn, Dung Nhược nở nụ cười dịu dàng như nước. Tô Nhan vừa lúc nhìn thấy, liền bị hắn ta mê hoặc một chút, hay là để ngươi tiếp quản cơ thể đi. Nếu không sớm muộn gì cũng bị em trai ngươi chơi cho thân bại danh liệt. Trong thời gian ngắn, ta còn một số việc phải làm. Dung Nhược tiếp tục bóc thịt tôm hùm cho Tô Nhan. Tô Nhan ăn đến no căng bụng. Dung Nhược giúp Tô Nhan thu dọn lều, còn dùng thủy nguyên lực làm sạch vết bẩn trên quần áo cho cô. Chiếc váy bầu màu xanh lá cây lại trở nên mới tinh. Tô Nhan cười nói, ở quán trọ của ta cũng có một người bạn hệ thủy, mỗi ngày nhìn cậu ấy dùng thủy nguyên lực dọn dẹp vệ sinh, ta đều cảm thấy rất thư giãn, quả thực là mãn nhãn. Thiên phú áo nghĩa của mỗi gia tộc, kỳ thực đều là vì để cho chủng tộc có thể tiếp nối tốt hơn, cũng chính là dùng nó để phục vụ cho con người. Đúng vậy, Tô Nhan nhìn Dung Nhược dần dần biến đổi hình dạng, đôi tai ngày càng dài ra, dáng người cao hơn gấp đôi, mái tóc dài màu xanh lam gần như chạm đất, đuôi mắt xuất hiện thêm một vệt sáng màu vàng kim, cuối cùng ngay cả làn da cũng biến thành màu xanh nhạt, ngũ quan càng thêm yêu dã diễm lệ đến cực điểm. Nửa thân dưới biến thành đuôi cá, vảy cá lấp lánh ánh sáng bảy màu, giống như chiếc áo choàng lông vũ cầu vồng. Đẹp,
đẹp quá. Tô Nhan kinh ngạc đưa tay vuốt ve vảy cá của hắn ta. Thấy cô thích, Dung Nhược giơ tay xé một cái vảy, đưa cho Tô Nhan, hoàn toàn không quan tâm đến phần thịt bị xé mất vảy đang chảy ra máu màu lam tím. Tô Nhan thấy vậy, vội vàng ấn cái vảy lại, ngươi điên rồi. Chẳng phải nàng thích sao? Thích cũng không có nghĩa là phải chiếm hữu, thưởng thức hiểu không? Tô Nhan nhìn vết thương, thấy sau khi ấn cái vảy lại, máu lập tức ngừng chảy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng có phát điên nữa, về thôi. Thật sự là chịu thua tên tâm thần này rồi, chẳng trách Tông Tư Lễ nói hắn ta có vấn đề về đầu óc. Trong căn phòng sáng sủa và ấm áp, Tông Tư Lễ với tâm trạng chìm sâu dưới đáy vực, ôm chặt Lộc Thục nhỏ vừa mới sinh, nhất quyết không chịu buông tay. Trước đây ở Hắc Ám Đại Lục, anh ta còn cười nhạo Bùi Huyền ngay cả khi giết ma thú cũng phải mang theo con trai, chỉ hận không thể ngậm trong miệng, cõng trên lưng mọi lúc mọi nơi. Bây giờ anh ta đột nhiên hiểu ra rồi. Lộc Thục nhỏ đói đến mức không chịu nổi, vùng vẫy kêu lên. Lão Tông vừa lúc trở về từ bên ngoài, nghe thấy tiếng con nít khóc, biết nó đói, liền vỗ vai Tông Tư Lễ, cho con bú sữa đi. Tông Tư Lễ lúc này mới buông tay, để Lão Tông bế Lộc Thục nhỏ từ trong ngực anh ta. Sau khi bế Lộc Thục nhỏ, Lão Tông lại đếm đuôi nó một lần nữa, xác định là 6 cái, miệng lại cười toe toét đến tận mang tai. Cuối cùng, trong tiếng kêu gào đói bụng của Lộc Thục nhỏ, Lão Tông cẩn thận giao nó cho nhũ mẫu cho bú. Xoay người định nói gì đó với Tông Tư Lễ, thấy anh ta vẫn còn thẫn thờ, liền kìm nén nụ cười. Ông ta cũng từng trải qua giai đoạn này, biết không ai có thể giúp được, chỉ có thể tự mình vượt qua. Khụ khụ. Lão Tông ho khan một tiếng rồi mới nói, con bé tiểu tô đó, vừa nhìn là biết tướng mạo phúc hậu, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, bình an trở về. Hơn nữa ta cũng đã gây áp lực cho Dung gia rồi, bọn họ đã phái người đến khu nam tìm kiếm. Trước lúc trời sáng, nếu ta không nhìn thấy con bé, cả trên dưới Dung gia đều bị đày đến Hắc Ám Đại Lục. Dịch chuyển tức thời cần nguyên lực duy trì. Vốn dĩ, Dung Vũ mang theo Tô Nhan từ Hoàng Đô khu đông chạy đến khu nam đã gần như tiêu hao hết nguyên lực. Bây giờ lại quay trở về, nên có chút không chịu nổi. Trời đã tối hẳn, nhưng đối với đa số thú nhân mà nói, ban đêm nhìn đồ vật không có gì trở ngại. Thiên phú càng cao, càng không phân biệt được ngày đêm. Trước khi trời sáng ngày mai có thể đến Hoàng Đô, Dung Nhược khôi phục hình người, sắc mặt tái nhợt nói với Tô Nhan. Cũng không cần phải gấp như vậy, Tô Nhan đáp, ngươi nghỉ ngơi thêm một chút đi. Không được, đêm dài lắm mộng, Dung Nhược mở túi đựng lều ra, chuẩn bị dựng lều. Chờ đã, phía trước có một thị trấn, hay là chúng ta đến đó hỏi thăm xem có truyền tống trận nào không? Không có nguyên lực, chẳng lẽ cũng không có tiền sao? Dung Nhược khựng lại một chút, nhìn thị trấn ánh đèn thưa thớt, cuối cùng cũng đồng ý, được. Thị trấn gần như bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm hai bên đường, một số cửa hàng, cửa ra vào đều đã bị sập. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ là bị ma thú tấn công, đó là dấu vết ma thú để lại sau khi chết. Dung Nhược chỉ vào một góc đổ nát, nơi đó có một ít tro tàn màu đen. Cứu mạng, có ai không? Cứu mạng với, một tiếng kêu cứu đột ngột vang lên. Tô Nhan vội vàng chạy đến xem, nhưng lại bị Dung Nhược ngăn cản, cẩn thận một chút. Ngươi cảm thấy có gì đó không ổn sao? Tô Nhan cũng bình tĩnh lại, nhìn những ngôi nhà đổ nát xung quanh, quả thật phải cẩn thận hơn. Ta đi trước, Dung Nhược che chắn Tô Nhan ở phía sau.